Trận tấn công dữ dội vào thành phố Jenin hôm 3 tháng 7 là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất của Israel tại bờ Tây. Lần thứ hai kể từ năm 2006, Israel đã triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại vùng lãnh thổ đã bị chiếm đóng suốt 2 thập niên. Hàng trăm binh sĩ Israel đã tham gia vào các trận đỏ súng kéo dài. Lữ đoàn Jenin, một đơn vị gồm các nhóm tay súng có căn cứ trong một trại tị nạn đông đúc, cho biết đang giao tranh với lực lượng Israel và đã bắn hạ một trong các UAV. Trong khi đó, máy ủi bọc thép của Israel cày xới các con đường trong trại, làm gián đoạn nguồn cung nước của thành phố. Trại này là tâm điểm của tình hình leo thang bạo lực trên khắp bờ Tây và đã làm báo động nổi lên từ Washington đến thế giới Ả Rập. Bác sĩ người Palestine Salah Mansour đã điều trị cho những người bị thương nặng trong trại. Là những nhân viên y tế, chúng tôi lo lắng về các cuộc tấn công của Israel không phân biệt giữa nhân viên y tế, thường dân hay thành viên của lực lượng kháng chiến. Cuộc đột kích của Israel ngày hôm nay là một cuộc tấn công rất dữ dội. Nó gây khó khăn cho các nhân viên y tế cũng như dân thường đang ở trong trại. Có nhiều trường hợp phụ nữ bị ngạt thở, phụ nữ mang thai, và chúng tôi đã điều trị cho nhiều người đang lên cơn hoảng loạn. Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết đã triển khai lực lượng cỡ một lữ đoàn, tức 1.000 đến 2.000 quân cho chiến dịch hôm 3 tháng 7. Điều này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của trại, nơi tập trung hàng trăm tay súng của các nhóm vũ trang, bao gồm Hamas, Thánh chiến Hồi giáo và Fatah, với nhiều loại vũ khí và kho thiết bị nổ ngày càng lớn. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một tòa nhà từng là trung tâm chỉ huy của những tay súng của lữ đoàn Jenin. Các cuộc đột kích của quân đội Israel ở Jenin và các thành phố khác ở bờ Tây đã gia tăng thường xuyên trong năm qua. Cùng với đó là một loạt các cuộc tấn công của người Palestine chống lại người Israel, cũng như việc các cộng đồng định cư Do Thái tiếp tục tàn phá làng của người Palestine. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.